này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Wow, iPhone 15 sắp ra mắt. Trời ơi, điện thoại này xịn nha mấy bạn nha. Nhưng mà bây giờ tiền ở đâu ra để mình mua điện thoại iPhone 15 đấy ta? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi game để giành lấy iPhone 15. Nhớ đây. Muốn nghe cái kiếm. Ai kiếm không? Không bằng tôi không? Nghe nè. Ngô. Sammy à. Vậy hả? Vậy hả? Ủa? Ai Sam ơi, tính ra chưa kịp làm gì luôn á Sam. iPhone 15. Khoan, từ từ đã. Ở đây có bạn nào, nhất là mấy bạn nữ nè, đang tìm kiếm một cái tựa game mà có thể tự điều chỉnh nhân vật, có thể tự điều chỉnh quần áo thời trang, có thể tự xây ngôi nhà ước mơ của mình ở trong game không? Nếu như bạn nào đang tìm tựa game đó, thì đây. Và đó chính là tựa game Life Makeover. Tựa game dành cho những bạn thích tự điều chỉnh nhân vật theo ý thích của mình, tự thiết kế thời trang cho chính mình và xây dựng một ngôi nhà ước mơ theo sở thích. Không chỉ như vậy, các bạn còn có thể làm bất cứ điều gì các bạn muốn ở trong tựa game này. Life Makeover là một tựa game mô phỏng cuộc sống hoàn toàn mới. Đặc biệt là Life Makeover hiện tại đã có phiên bản mới, Tiệc dưới ánh trăng đã ra mắt. Wow, các bạn nhìn cái bộ trang phục này đẹp chưa nè. Tôi nhìn tôi còn mê, huống chi là mấy bạn nữ đúng không? Từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 thôi, cho nên là mấy bạn cố gắng vào game sớm để săn sớm nha. Đi dự tiệc cùng mình nhé, trang phục lộng lẫy, bước nhảy tỏa sáng. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào thử trong game để chỉnh cho tôi một nhân vật nữa thật là đẹp nha các bạn. Mấy bạn sẽ có thể chọn một là phụ nữ nè, là người lớn nè, hoặc là các bạn có thể chọn cô gái nữa để cho trẻ trung nè. Và sau đó mấy bạn còn có thể chọn cho bạn là make up như thế nào đó nha. Ví dụ như lông mày, các bạn muốn lông mày như thế nào nè. Tôi thì tôi thấy lông mày như thế này là rậm rạp nè, đẹp nè. Đó, được. Tóc thì chúng ta sẽ có thể chỉnh những cái kiểu tóc khác nhau. Riêng tôi thì tôi rất thích con gái mà khi cột tóc lên, cho nên tôi sẽ chọn tóc như thế này nha. Ok. Còn gương mặt thì mấy bạn sẽ có thể chỉnh cái mặt to hay nhỏ tùy ý nữa các bạn thôi. Nhưng mà mặt nhỏ nhỏ hay là đẹp mấy bạn ơi, đừng chỉnh to quá. Đấy. Rồi, và không chỉ như vậy, mấy bạn còn có thể chọn màu da nữa nha. Mấy bạn có thể chọn những cái màu da ngăm ngăm quyến rũ chẳng hạn, hoặc là màu da trắng trắng như thiên thần. Đấy, cái kiểu thế, hiểu không? Đó. Tôi thì để coi ui, có cái da này nhìn hồng hồng nhìn đáng yêu nè, tôi sẽ chọn cái da này nha các bạn nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu chỉnh cho tôi một cái ngôi nhà thật là đẹp ở trong đây. Ở trong nhà, ví dụ như mấy bạn để cái ghế bên này các bạn không thích đi ha, thì các bạn có thể dịch chuyển ra chỗ khác, ví dụ như cho nó qua bên này, xoay nó lại để bên này đó, cái kiểu như thế. Cái nhà bếp thì tôi nghĩ là tôi sẽ cho vô thêm một cái nồi đi ha, đó để chúng ta có nồi chúng ta nấu ăn. Để cái nồi ở trong đây nè, sau đó cho vô đây thêm một cái máy pha cà phê đi. Đây, máy pha cà phê kỹ thuật. Trời ơi, mấy cái đồ trong đây công nghệ mới xịn thật sự các bạn ơi. Và không chỉ có thể trang trí được ngôi nhà mà mấy bạn còn có thể sử dụng ngôi nhà y hệt như là ngôi nhà thật của mấy bạn luôn nha. Vào trong nhà nè, mấy bạn sẽ có thể lại đây ngồi ghế cũng được cái nè, làm bất cứ thứ gì mấy bạn muốn, chẳng hạn như là ngồi ghế, đấy, ngồi xuống ghế nè, hay là hay hơn là mấy bạn muốn nấu ăn chẳng hạn, mấy bạn sẽ có thể qua bên nhà bếp để pha cho mình một cốc cà phê. Đấy, đây đứng ở đây để pha cà phê nha các bạn. Đó, uống cà phê luôn nha. Y hệt như ngoài đời thật luôn mấy bạn ơi. Hợp lý chưa? Hiện tại bây giờ thì anh em ở trong Hero Team á là chưa có online game, cho nên tôi chưa có thể mời mọi người vào trong đây để quẩy party ở trong nhà tôi được. Bây giờ thì tôi sẽ tranh thủ trang trí ngôi nhà của tôi để tối nay rủ anh em qua nhà tôi để mở tiệc party nha các bạn nha. À mà quên nữa, còn nếu như bạn nào mà muốn tải game này về á để chơi cùng với Hero Team bọn mình á, thì đừng quên là hãy kéo xuống phần mô tả và phần bình luận, tôi sẽ để link tải game ở bên dưới. Mấy bạn hãy nhớ tải game về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Ok. Như mấy bạn cũng biết thì hiện tại iPhone 15 mới vừa ra mắt, nhưng mà giá của nó thì hơi chua các bạn ơi. 50 triệu một chiếc điện thoại. Oh my god, 50 triệu giờ kiếm đâu ra ta? Tính ra tiền lương của tôi với tiền lương của Sam cộng lại là chắc là đủ mua các bạn. Đấy, yeah. Ok. Sammy ơi, bây giờ hỏi Sam một câu, Sammy thích iPhone 15 không? Thích chứ sao không? Yeah. Tôi điện thoại cũ quá trời cũ rồi, 13 Pro Max là giờ cũ xèo rồi. Đúng. Bây giờ người ta xài 14 mà sắp tới ra 15 luôn rồi. Đúng bây rồi. Giờ nha, tôi với Sammy bọn mình chơi cái này đi. Bây giờ hai đứa mình cộng tiền lương lại là đủ mua iPhone 15 đúng không? Bây giờ á, tôi với Sam sẽ solo với nhau 3 trận game. Nếu như người nào giành được chiến thắng trong 3 con game này á thì sẽ được nhận iPhone 15, sắp tới người đó phải góp tiền mua, hiểu không? Ok, hiểu không? Chơi luôn. Nghe là có thích rồi đó. iPhone là thích rồi. Yeah, sắp có iPhone 15 rồi. Ok. Sammy chơi là không hối hận nha. Trời ơi, hối hận gì? Giờ có điện thoại xài là mừng rồi, cái gì đâu hối hận. Trời rồi ơi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào game thôi. Let's go. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên, cũng chính là trò chơi rất là nhiều bạn yêu thích ở trên kênh của mình, đó chính là Human Fall Flat các bạn ạ. Và làm gì Sam?
Bà làm gì? Chơi vật nhau cái gì, vật nhau cái gì đó. Không như... phải là vật nhau. Đây, bà ra ngoài đây tôi cho bà xem nè. Ở ngoài đây, no. Sammy nhìn nè, thấy gì chưa? Rất là nhiều vũ khí ở đây luôn. Kiếm điện quang nè, đó là đồ long đao nè, lưỡi hái thần chết nè, đó thấy không? Bây giờ á, tôi với Sam sẽ đấu với nhau 3 trận game ở trong Human Fall Flat. Nếu như mà người nào thắng á, sẽ được một điểm trước ở trong game đó, ok chưa? Rồi, chơi. Rồi, ok. Và bây giờ trò chơi của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Rồi. Bây giờ đi kiếm vũ khí đi. Tôi thì tôi nghĩ xem coi. Chỗ này có cây kiếm laser nè. Kiếm laser thì nó cũng không có xịn lắm. Mình sẽ lấy cái cây này các bạn ơi. Đây. Đinh ba. Mình gọi là gì ta? Aquaman các bạn ơi. Đây. Người tôi bé xíu mà tôi dùng cái kiếm bị bự cái ha ha không? Bây giờ mình lên trên sàn đấu đi Sam. Sam qua bên kia, phòng bên này. Trời ơi, tôi là thần chết. Sammy là chơi lưỡi hái thần chết luôn à. Bây giờ là đụng một phát coi là thua luôn đó. Ok, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, nhào vô đây, nhào đây, nhào đây, nhào đây. Kiếm, nhào đây. Muốn nghe cái kiếm, ai kiếm không, không bằng tôi không. Ok, Sammy một điểm đầu tiên. Cày thế nhờ, vậy mà mình mới vừa vô, mình đã thua rồi bạn ơi. Rồi, ok, Sam đợi xíu, tôi lấy thêm vũ khí. Bây giờ tôi sẽ đổi qua cái khác. Đây, cây kiếm của Garen mấy bạn ơi. Giống như kiếm của Garen trong Liên Minh Huyền Thoại nè. Mình sẽ lấy cái kiếm này. Trời ơi, cái kiếm mà nó nhỏ như con kiếm vậy sao chơi được. Nè, bà đừng có tưởng lưỡi hái thần chết của bà là xịn hơn cái kiếm này của tôi nha. Bây giờ chuẩn bị nè. 3, 2, 1, nhào vô. Ui, 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 ui. Sao mày, sao mày, bình tĩnh, sao mày, sao mày. Bình tĩnh nè. Thấy gì chưa? Thần chết number one lắm ạ. Cây thế nha. Và trò chơi chuẩn bị bắt đầu hiếp ai. Ui, 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 ê, cái kiếm, cái kiếm, cái kiếm, cái kiếm, cái kiếm, ê. Ui. Sai chém nè, thấy chưa? Ôi, là cái kiếm quá mạnh mình các bạn ơi, tiếc rồi. Chém một phát một thôi là Sammy thua liền. Đã thấy thấy thanh thanh kiếm Garen tôi sao xịn chưa? Đã bây giờ là còn một trận cuối cùng nè. Trận cuối cùng này tôi với Sam là ai thắng là coi như thắng luôn nè. Ai tin xem có cái vũ khí gì xịn xịn không? Gì đây, kiếm laser hả? Ủa cầm lần hai cây luôn. Wow. Uống gì tôi mua kiếm không sao? Từ từ để phóng lên vũ khí đã. Sammy từ từ, Sammy bình tĩnh chứ. Đây, Sammy lấy kiếm đó. Tôi là tôi hai kiếm. Hiểu không? Thêm kiếm thành Yoro. Là Yoro 3 kiếm hả? Rồi vậy thì bây giờ Sammy chơi cái kiếm ở đây. Còn Phong thì Phong nghĩ là Phong sẽ sử dụng bằng cây đinh 3 tiếp. Ok, Phong sẽ sử dụng cây đinh 3 tiếp. Rồi, lên. Lên sân khấu. Nhìn tôi hài nè. Rồi. Rồi. Nhìn Sam cầm hai cái kiếm nhìn sợ vậy. Tèo. Rồi, chuẩn bị nha. 3. Sợ. 2. 1. Bắt đầu. Từ từ Sam ơi, từ từ Sam ơi. Từ từ Sam ơi. Ôi, điểm cái tay, điểm cái tay, cái kiếm mình điểm cái tay. Làm ơi. Sao không thấy được cái đường đi đó? Đường đi nước mức làm sao? Chém nè. Thấy gì chưa? Với cái trò này tôi nghĩ tôi là người đàn ông đó, múa kiếm thôi hẳn ấy không? Múa cái trời ấy. Cây ấy à, vậy mà thua cây đấy à. Trời ơi, thua 3 trận trong Human Fall Flat luôn. Vậy ok, được rồi. Vậy là coi như game Human Fall Flat, Sammy đã được một điểm đầu tiên. Ôi, không sao cả, chúng ta đến với tựa game tiếp theo nào. Let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game tiếp theo có tên là Gambit nha bạn nha. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Trời, sao nghe giọng nhìn Sam có vẻ là... đang nhìn, có động nhìn, lực của ta. Nhìn tôi là biết có sẵn sàng không, nhìn thôi không? Đó. Ủa, bà làm gì? Bà làm gì? Tôi đang bò, tôi đang baby sẵn sàng. Baby sắc nè, chọi bà xuống dưới nè. Baby sắc không, baby sắc không, chọi bà xuống dưới nè. Đi theo tôi, nhanh lên, đi theo tôi. Chọi bà ở dưới chứ làm gì. À, nhào đây, nhào đây. Sammy, tôi nói Sam biết nha, tôi luyện trận này nhiều rồi. Đấy, thấy không? Tôi tỉnh rồi. Tỉnh không, đấm nè, tỉnh không, đấm nè. Đấm. Ui, sao đấm ngoài không được vậy? Đấm. Ê, no, Sam ơi, cái chân chim sai. Lên. Sammy, bà thả tôi ra mới đúng. Mà nắm cho người tôi làm gì đâu. Tôi thắng rồi. Cay thế nhờ. Không sao. Màn đầu tiên Sammy thắng rồi. Chưa, game này còn nhiều màn lắm. Em này 3 trận lận. Nhảy vô đây Sam. Ê, Sammy, đấm nè. Ây da. Phong nè, đấm một phát xỉu. Ui, ây da. Trời ơi. Tới lượt tôi xỉu rồi. No, đừng Sam ơi. Đừng tay ép với Phong với Sam ơi. Mày quá, đấm. Đi đâu? Đi đâu? Ây da. Ui, tại sao tôi xỉu? Đừng Sam ơi, đừng Sam ơi, đừng. No.
Xịn lắm luôn á. Ủa gì kỳ vậy ta? Rõ ràng là Sammy, tôi còn sống mà sao tiền tôi lại thua Sam ta? Ai biết. Trời ơi, tôi là tôi nóc nhà là không phải sợ nghe lời. Quá, đúng sợ không? Quá, ba trận là Sam thắng luôn á, giờ Sam thắng 2 trận rồi nè. Ngô. Sammy à. Ủa. Cái gì mà Sam đấm ghê, Sam đấm tôi phát tôi văng dưới luôn. Ghê vậy sợ. Nhào đi. Sammy nè, Sammy nè. Sammy đấm, đấm Sam đi, đấm đi bạn, đấm đi bạn. Đúng rồi. Hay quá Phong ơi. Trời ơi quá xịn, đấm một phát win luôn các bạn ơi. Xài ơi, cái này hên. Cái này mệt nha. Hên cái gì mà hên, hên cái gì mà hên. Dạ. Trời này ai mà nặng là người đó rớt gì đó rồi. Dạ vậy hả. Ủa sao đấm phát, ủa đấm phát win luôn. Trời ơi. Yes. Yes. Trời ơi tức thật chứ. Yes. Đấm một phát một thôi, win luôn. Right. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu căng thẳng nhất, trận đấu cuối cùng mấy bạn ơi. Đấm nè. Ui để coi. Ê Sam ơi, tính ra chưa kịp làm gì luôn á Sam. Trời ơi, biết đâu tự nhiên hòa. Không sao. Vẫn còn một sao cuối cùng, thà là hòa đỡ hơn mình thua, các bạn hiểu không? Thà là hòa. Cái này mới khó nè, máy xay thịt nè. Cái này là đơn giản các bạn. Cái này mình chỉ cần đuổi theo Sam, mình nắm Sam, mình kéo vô máy xay thịt là xong. Ôi, Sammy hả? Đi theo tôi. Vô đây. Bỏ mày vô máy xay thịt. Nôm. Đấm nè. Ủa sao tôi đấm bà mà tôi ngất xỉu. Thì đó, Sammy ông thương tôi quá, ông thương tôi quá là nên là ông cảm giác thấy tội lỗi đó không? Thương hả? Thương nè. Thương iPhone 15 là không có thương gì hết trơn á. iPhone 15. No. Cái này là chịu không ơi. Không cần cứu, tôi không cần bà cứu. Tôi tự lên bằng chính sức mạnh của tôi, xin chính sức lực của tôi, bà hiểu không? Đâu, nắm cái đuôi, tôi thấy cái đuôi không? Nắm cái đuôi tôi nè, để tôi quay cái đuôi lại. Cái tay kia đâu? Hey, trời ơi, tôi nhảy lên quá đỉnh luôn. Này thì cứu tôi hả? Cứu không? Sao mày cứu không? Quăng vô mấy cái đạch nè. Trời ơi, vậy mà không quăng được. Tôi mà thua Sammy pha này nữa là tôi thua luôn các bạn ơi, tôi mất iPhone 15 luôn á. Sam ơi, hay là bọn mình dừng lại đi Sam, bọn mình tự mua iPhone 15 đi, không cần ai bao đâu. Không, thả ra nè. Ui. Yeah. Quá đỉnh. Mày thấy đỉnh chưa? Pha đó tôi chọi Sammy vô máy xay thịt luôn á. Vậy là hoa. Đầu tiên quá, hòa, may quá, tưởng là thua rồi chứ. Không sao, rồi, chúng ta cùng nhau đến với tựa game cuối cùng. Là tựa game quyết định nè. Tựa game này chơi mấy lâu nè, vô. Ok. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với khoảnh khắc quyết định của chúng ta ngày hôm nay. Tựa game cuối cùng, đó chính là Play Together. Yeah. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đúng không? Cuối cùng mới giật được iPhone rồi. Không biết là bây giờ mình mà được iPhone 15 mình sẽ làm cái gì vậy ta? Đăng lên Facebook khoe à, hợp lý. Ok rồi, bây giờ nhá, đã vào trong Play Together rồi thì tôi nghĩ là cái trò đầu tiên mà tôi với Sammy sẽ thi đấu với nhau chính là trò câu cá bạn ạ. Ai câu được cá to hơn sẽ được một điểm trước, chịu không? Ok. Rồi, ok, bắt đầu nha. Rồi bây giờ là câu rồi, câu trong hồ bơi của tôi luôn đi. Đây chỗ này có cái hồ bơi nè, mình câu hồ bơi luôn nha. Hay là câu ngoài biển luôn hả? Sao muốn câu hồ bơi hay câu ngoài biển? Câu đâu cũng được hết trơn á, coi chừng cá to được rồi. Được rồi, để tôi lấy cần câu xịn. Tôi ra cần câu này bao nhiêu đây? Cần câu này là cần câu vàng nè. Ok, còn 77%, hợp lý. Lấy cần câu này đi. Rồi, giờ là Phong câu trước nha, được không? Rồi, câu chung đi gì đâu, ai câu trả được. Giờ tôi đang câu nè. Tôi muốn hồi hộp cho nên tôi sẽ để cho Sammy câu trước. Để coi Sammy câu được con gì. Đó, đi qua xem coi. Câu sao được ta, từ. Sao Sam ơi, có dính được con nào chưa? Sao lâu quá vậy? Đây, con cá nhìn dịch. Ồ. Trời ơi, có vậy hay cũng câu hụt nữa. Nó kéo xuống luôn vậy. Ôi, dữ vậy trời. Sammy mà thi câu cá với tôi á bạn, là cái này á, là nếu mà thi là ai câu được nhiều cá hơn là Sammy chắc chắn thua tôi rồi. Tại vì Sammy câu rất là dở, hiểu không? Nhưng mà cái này là mình đang thi là ai câu được cá to hơn đó, cho nên là Sammy sẽ có thời gian cho Sammy được câu các bạn ạ. Đấy, chờ tôi là tôi nhường con gái mà, hiểu không? Thôi mấy bạn là bảo anh Phong bắt nạt chị Sam. Đấy.
Ủa sao mới câu được gì vậy? Túi rác hả, sao vậy? Trời ơi, câu được túi rác mới buồn chứ. Thôi không sao đâu, câu lại, yên tâm. Chỗ này có bạn fan tới đây để đứng đây cổ vũ cho Sammy nè. Đấy, không sao, tôi cho Sam câu lại luôn. Hồi nãy Sam câu trúng bọc rác đúng không? Giờ cho Sam câu lại á. Ủa, cái bị bơi ông bẩn đến nỗi mà có bình rác ở dưới luôn hả? Gì không phải đâu, do bà câu dở quá. Chứ tôi câu bình thường toàn được cá xịn nè. Rồi, đây là con bóng rồi bạn. Bây giờ đợi nó kéo xuống cái mình sẽ từ từ đợi nha. Nhìn nè. Rồi, dính rồi. Con gì? Rồi. Rofi, bye ba xăng. Yeah. Đâu bây giờ Kha Sammy khoe lên coi tôi mới tin chứ sao tôi biết được con này ba ba xăng. Cái gì đây? Cá rô phi 33 cm. Ui trời ơi, con cá này 33 cm á. Ui hơi căng thẳng nha. Ok rồi, bây giờ tới lượt tôi. Hay, để tôi xem coi tôi sẽ câu được cá gì đây. Cố lên Phong ơi, cố lên. Phải câu được con cá to hơn con cá của Sam nha Phong ơi. Cố lên. Ủa, sao cá bé tí tẹo vậy? Không được. Câu lại. Ủa, chơi gian vậy? Tôi là lấy bóng sao là lấy gì? Sammy được câu mấy lần lận mà, còn Phong phải cho Phong câu 3 lần chứ đúng không? Rồi, bây giờ là Phong một lần nè. Trời ơi, lại tiếp tục cái bóng bé tí tẹo. Ok, lần cuối nè. Đấy, lần này lần cuối luôn, chấp luôn. Cái bóng to to xíu nha, sao ra cái bóng bé tí tẹo vậy? Trời ơi, cái bóng to to xíu đi. Thần câu gì? iPhone 15 lần đó. Trời ơi, cái bóng bé tí tẹo, trời ơi, cái bóng bé tí tẹo, trời ơi. Cần câu vàng cũng chỉ là cần câu vàng mà thôi. Con gì đây? Trời ơi, con cá cơm. Trời ơi, 18 cm. Trời ơi. Có thấy chưa? Ơi, nhục hạt chưa? Trời ơi, nhục quá. Nhục thiệt, cái này nhục thiệt. Trời ơi, không sao. Rồi, coi như là tôi thua Sam màn này đi. Này là Sammy hơn nha. Ok rồi, không sao, vẫn còn 3 trò lận mà. Sammy ơi, bây giờ chúng ta thi câu cá nè. Bây giờ thi thêm một trò tiếp theo nữa thì Sammy muốn thi trò gì đây? Tôi nhường Sam luôn á, nhường Sam chọn trò luôn. Trò hả? Để tôi suy nghĩ qua. Bây giờ tôi nghĩ bây giờ cái trò mà thích hợp chứ cả là mình đã như là vào trường mình thi toán học hay là thi về gì đó, về trường học đi. Đó, rồi ok, vào trường học đúng không? Ok. Vậy bây giờ ở trong trường học á là nó có rất là nhiều môn học để mình vào mình thi với nhau luôn. Nhưng mà mình sẽ thi, nếu như mà ai được nhiều điểm hơn thì người đó sẽ thắng trong cái màn thi này. Chịu không? Ok, chơi rồi, luôn. Ok, chơi nha. Bây giờ thì tôi với Sammy sẽ đi đến trường học nha bạn. Ok, đi thôi. Rồi, Sammy đi đến trường học nào. Nhanh lên, sắp trễ giờ học rồi. La, đang đi bộ nè. Tôi lần này là tôi phải cho Sammy thấy một điều rằng là tôi thông minh hơn Sam. Tôi phải thắng Sam ở trong cái trò chơi ở lớp học, mấy bạn hiểu không? Tôi nhìn vậy thôi chứ tôi cũng hơi bị thông minh luôn nha. Đừng có tưởng. Cố lên, Phong ơi. Thua trận câu cá. Trận này mà thua nữa là mất iPhone 15. Phong ơi. Ok, rồi, chọn học sinh nha. Ok. Học sinh được đúng không? Chọn học sinh đi. Rồi ok. Rồi, trường học vẫn học chưa bắt đầu. Ok, để coi khi nào trường mới bắt đầu đây. Hiện tại thời khóa biểu của chúng ta hiện tại đang có tiết 1 lúc 9 giờ là toán. Hay quá, môn toán. Tôi tính nhanh lắm mấy bạn ơi. Môn thứ hai nữa là lúc 11 giờ là nói hình vẽ. Sau đó là môn thứ ba là thư viện nè. Thư viện là đi đọc sách hả ta? Tiết thứ tư là kết hợp thẻ và tiết thứ năm là sinh vật. Ok. Yes, Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi ok, chờ đến giờ thi nè, vô. Rồi, 8 giờ 45 rồi nè, còn 15 giây nữa thôi là chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết học đầu tiên là tiết toán. Cố lên Phong ơi, Phong mà thua Sammy tiết toán là hơi bị nhục nha Phong ơi. Ok, rồi, tiết toán đầu tiên nè, ok. Đây, tiết toán cao cấp, đi đến lớp toán thôi, nhanh lên Sam ơi. Không biết là có thắng Sam được không đây, mặc dù là tôi biết là tôi tính toán nhanh hơn Sam á, nhưng mà mỗi lần mà vào thi là tôi sẽ rất là bị hồi hộp mấy bạn ơi. Ok, ngồi vào ghế, ok. Ok, toán cao cấp. Nhấn vào số thứ tự, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái này là mình chỉ cần nhấn theo cái số thứ tự thôi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Hết tiết. Không được A nè. Không được điểm A, còn sao mà được điểm gì? Điểm C. Sao được điểm C nha. Vậy là coi như là Sam thua Phong một môn đầu tiên là môn toán rồi nha. Ok, nhớ nha. Rồi giờ giải lao nè. Tiếp theo của chúng ta sẽ lúc 11 giờ nói hình vẽ. Ok,
Hình vẽ hả? Hình vẽ tôi hình pro. Rồi ok. À, không sao không sao, thắng được xa một một trò các bạn ơi. Đó. Rồi, tiết tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Nói hình vẽ, đến lớp nhanh 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 Sam ơi. Đến trễ là coi như là thua đó. Lớp này nhanh. Bên này nè. Rồi ok, nói hình vẽ. U, gần full nè Sam ơi, qua bên bạn này Sam ơi, nhanh lên. Bên này nè. Đây. Nói phòng mỹ thuật đúng không? Trời ơi, chậm quá vậy Sam, nhanh lên, còn mấy giây kìa. Ông đâu rồi? Bạn ngồi bàn nào cũng được. Đây. Rồi ok. Ai biết đâu. Ai, trời ơi, Sammy ba chậm quá, tôi sợ ba đi trễ quá các bạn ơi. Ok, nói hình vẽ nha, trò này dễ, kéo xuống đây xong. Chữ ít nè, màu hồng, nói màu hồng nè, xanh lá cây, xanh dương. Ok, màu đỏ nè, xanh dương nè, màu hồng nè. Đấy, tôi quá nhanh luôn các bạn ơi. Ồ, kiểu này là được A cộng chắc rồi. Sammy nói được bao nhiêu hình rồi, Phong nói được hơi nhiều á nha. Tôi cũng nhiều chứ bộ, không khinh thường tôi hả? Không, Phong đâu khinh thường Sam đâu, Phong chỉ muốn thắng thôi, chứ không có xem thường nha. Ok. Hình là tôi hơi bị giỏi nha. Bị giỏi hả? Hơi bị giỏi nhưng mà không biết được bao nhiêu ta. Phong được 27 combo rồi nè. Ok, để xem. Đợi đi. Ok, đợi đi. Thắng rồi bạn ơi, thắng rồi. Tôi thấy là tôi nhanh hơn sao rồi. Đây, màu xanh, Nói cái này á bạn là mình cần phải tập trung các bạn ơi. Giờ tôi sẽ tranh thủ tôi tập trung tôi nói cái nha. Sau đó anh em chúng ta sẽ gặp lại sau khi tôi hoàn thành nha. Hết giờ. Ok, được bao nhiêu điểm đây? Phong được A. Ok, tôi được điểm được A. Ủa, Sam được điểm A luôn hả? Tất nhiên, tôi nói là tôi cũng giỏi mà chứ bộ. Hòa, coi như hòa đi. Rồi ok, Sam được điểm A luôn hòa. Khổ quá ta, mình mà thắng Sam được thêm màn này nữa là mình mới yên tâm mấy bạn ơi. Giờ lại hòa chứ. Hey, không sao. Và tiết tiếp theo của chúng ta sẽ là giờ ăn trưa. Sau đó là đến 2 giờ chúng ta sẽ đến với thư viện. Ok. Thôi đến giờ ăn trưa rồi, thôi mình nghĩ là chắc mình đi ăn trưa đi các bạn. Để mình lấy sức, tí nữa mình còn thi đấu với Sam nữa, hiểu không? Thôi tí nữa tôi mà thua Sam tôi nhục lắm mấy bạn ơi. Căng tin để xem coi. Từ nãy giờ ở trong đầu của tôi lúc nào cũng hiện lên chữ iPhone 15. Cho nên là tôi phải cố bạn ơi. Ok, ăn rau salad đi cho nó xịn nè. Đây tôi lấy cái rau salad ra tôi ăn. Có món nào miễn phí không vậy? Hay là phải mua hết trơn vậy? Phải mua đó, Sammy không ăn. Tí nữa Sammy không có sức để thắng Phong đâu. Ui có nước sốt nè, xịt thêm nước sốt vô. Mua chai nước lọc cho nó bổ bạn ơi đó. Ui Sam ơi, có cái bình nước sốt này hay lắm. Sam mình lắc lên xong mình phun được nè. Ủa được hả? Được. Ồ, hay. Mấy giờ ta? 1 giờ nè. Ui tranh thủ tôi ăn cái còn vô học nữa. Quên. Đây lấy đồ ăn ra. Ăn. Đồ ăn lấy đâu vậy? Cho tôi ăn miếng ăn ké. Thôi không cho ăn ké đâu, Sam hơi hết tiền mua đồ ăn hả? Ơi. Mới đưa cái ổng dục chỗ khác luôn mà ăn. Ok. Hiểu chưa? Môn tiếp theo là môn thư viện, ở phòng thư viện. Sam ơi, đi theo Phong nè. Qua phòng đây, thư viện à. Ủa qua thi đọc sách, ai đọc sách nhiều nhất thắng hả? Ai biết, để coi cái thư viện này là cái gì tôi cũng chưa biết nữa. Ok, để vô thử nè. Mở cửa ra. Rồi, để coi thư viện là trò gì đấy ta. Thư viện chọn những từ giống với màu chữ. À ok, màu nó ghi là vàng nhưng nó là màu đỏ thì mình sẽ chọn màu đỏ nha bạn. Ok, màu này là màu cam nè. Cái này màu. Ủa, khoan từ màu này. Màu này là ủa, màu này là màu cam hay màu vàng? À màu vàng. Màu này là nó để màu đen. Nó để cái chữ đen cho nên tôi tưởng nó là màu đen các bạn ơi. Màu này màu đỏ nè. Màu này là màu đen nè. Ok, vàng nè. Đen nè. Ok, màu này là màu xanh lá cây. Ui, màu xanh dương, nhầm. Màu này là màu đỏ nè. Ok, màu này màu đen nè. Đỏ rồi, màu nè. Này màu xanh dương nè. Màu này màu vàng, màu này màu vàng. Vàng. Đen. Vàng. Đỏ. Đen. Đen. Xanh. Xanh. Clear. Yeah, tôi xong rồi nha. Vàng. Clear. Ok, để coi coi, tôi được A cộng. Yes. Cũng vậy, A cộng. La. Cái gì? Sammy được A cộng luôn hả? Cái vậy? Chính xác chứ sao? À, vậy là vẫn hòa sao? Không được, tại sao lại hòa chứ hả? Tiết thứ 4 là kết hợp thẻ và sinh vật. Ok, còn 2 tiết cuối, không sao. Ê khoan từ, Sam ơi, hồi nãy là tiết thứ 2 là Phong với Sam hòa đúng không? Chỉ có tiết đầu hơn tôi, còn 2 tiết này ông hòa. Vậy có nghĩa là bây giờ tôi vẫn hơn Sam 1 điểm mà đúng không? Đúng rồi. Phong vẫn hơn Sam 1 điểm bạn ơi, không sao cả. Còn 2 tiết cuối mình mà chỉ cần hòa thêm 2 tiết cuối nữa thôi là coi như mình thắng, tại mình hơn Sam 1 điểm. Ok. Sao Sam? Sam ơi, có rung không Sam? Sợ chưa? Tôi không có rung tại vì tôi biết là 2 năm sau tôi sẽ cố gắng hết sức. Thế à? Để lấy được iPhone. Vậy luôn hả? Cố gắng hết sức để lấy được iPhone luôn hả? 25 triệu tiền lương của Phong đang chờ Sam đó. Cố lên nha. Coi chừng phải đưa Phong 25 triệu đó. Dễ gì trời bạn ơi. Rồi ok, môn tiếp theo là kết hợp thẻ ở trong thư viện luôn Sam ơi. Vô đây. Rồi. Nhanh. Rồi, môn kết hợp thẻ.
ghép những thẻ này với nhau hả? U là bây giờ mình phải chọn đúng thẻ hả? Không, lật y chang như người ta được rồi. Ủa cái này dễ nhớ mà, có gì đâu khó. Ủa dễ mà ta. À càng lúc nó càng khó hơn nè. À mình phải lật đúng hình đây. Sai ơi, quá đỉnh các bạn ơi. Ui này khó vậy. Ui vẫn đúng. Hay, tôi quá đỉnh. Ok. Ủa đó. Ồ cái này Sam lú rồi đúng không? Sam lú rồi đúng không? Ồ trời, nó nhanh quá. Cái trò này á bạn, là mấy bạn phải nhớ được vị trí của nó là mấy bạn sẽ thắng thôi. Tôi thấy cái này cũng khá là dễ, cũng không khó lắm mấy bạn ơi. Đấy. Khó với tôi nha. Khó chứ sao mà. Vậy là iPhone 15 của Phong rồi đúng không? Ủa chết là sai rồi. Biết nữa. Cái này. Ui sai rồi. Ngô. Rồi xong, hết tiết. Trời ơi. Môn này để coi Phong được điểm C. Ủa. Ôi, tôi C cộng nha. Ủa, tôi vậy là vậy là hòa vậy nhau rồi. Sammy C cộng còn Phong được C, vậy là coi như là Phong với Sam là đúng nghĩa là hòa nhau luôn rồi đó. Trời ơi. Màn cuối cùng nè. Màn cuối cùng nè, màn sinh vật nè. Ok, đi đến phòng sinh vật của Sam ơi, bên này đi theo Phong nè. Phòng này ông Phong nào. Đi ra ngoài đây, Sam ra ngoài cửa đi, Phong dẫn đi. Đây. Trời ơi, sao mà rung quá vậy ta. Màn cuối cùng nè, màn quyết định Phong với Sam ai sẽ là người được iPhone nè. Sammy vậy mà may mắn dữ trời. May mắn gì với tôi bà râu, em nói chuyện giống cười quá. Ok, màn cuối, cố lên Phong ơi, cố lên, nhất định Phong sẽ được iPhone 15 mà Phong ơi. Vô, màn sinh vật, phân chia tế bào và cách sử dụng nút trái nút phải ha, phân chia tế bào là sao? Ủa gì vậy? Hiểu, là mình thấy cái con gì mình bỏ ở bên này đúng không? Ok rồi. Con này bên này. Ai đâu? Cửa anh Phong ơi, cửa anh nhanh hơn, phải nhanh hơn Phong ơi. Thôi là iPhone thuộc về Sam. Mấy bạn đón coi iPhone thuộc về ai, mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết ngay từ thời điểm này nha. Để coi mấy bạn đón đúng không nha. Ồ, phân chia tế bào này cũng mệt nha. Ồ, phân chia này cũng mệt nha, không phải là dễ đâu nha. Cũng ngồi, cũng phải coi, cũng phải canh dữ lắm á. Chọn sai là thua á. Lật cái đi luôn á mấy bạn. Ủa, sao bây giờ có con màu vàng nữa nè. Ủa, đến con màu vàng luôn hả? Tôi chưa thấy con màu vàng luôn. Phong có con màu vàng nữa nè. Ủa vậy là ổng chơi ngăn cái mức nào mấy bạn? Tôi không thấy con màu vàng luôn á. Phong có được thêm con màu vàng vậy là Phong hơn sao rồi đúng không? Không biết nữa. Ai à, thấy con màu vàng, thấy con màu vàng ơi. Nhưng mà giờ Sam thấy trễ rồi, hết tiếc rồi. À, C cộng. C cộng. Còn Phong được B. Phong được B. Phong được B. Yeah. Ôi, hả? Tặng rồi bạn ơi. iPhone 15. iPhone 15. Đây là bảng điểm của tôi đấy bạn. Yeah. Còn đây là bảng điểm của tôi nữa bạn. Bạn thấy không? Tôi may mắn tôi hơn Sam được một điểm, may quá. Yeah. Là nước mắt mình chảy không? nước mắt Sam chảy à? Sam ơi, vậy là coi như thôi thì Phong xin phép Phong lụm nhẹ cái iPhone 15 Sam nhá. Sammy chuyển tiền cho Phong đi Sam ơi. Mình chơi nhanh gọn lẹ nè, Sam chuyển tiền qua cho Phong cái để Phong còn đặt mua iPhone 15 nè Sam ơi. Tôi khóc rồi. Khóc rồi à? Tôi khóc rồi, tôi ra nước mắt rồi. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy đã thi đấu xong với nhau. Và mình đã là người giành được chiến thắng. Và mình sẽ quay một cái video vlog được Sammy tặng iPhone 15 để cho mấy bạn xem ở trên kênh của mình. Nếu như iPhone 15 ra mắt tại Việt Nam sớm sớm thì tôi sẽ kêu Sam đi mua liền cho tôi. Quá đã. Ok bạn, còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Và nhớ một nút like cái video này và đăng ký kênh ủng hộ cho tôi nữa nha. Mấy bạn hãy nhớ like video này, tôi sẽ làm thêm nhiều những video thi đấu nhận những phần quà lớn hơn cho các bạn xem nữa nha. Biết đâu bữa nào đó Phong cần có chơi game thắng nguyên chiếc xe hơi luôn sao, đúng không? Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt, bye bye. Hello team, hello team.